Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Xuyên Hành Mệnh Kế Nữ Chủ của tác giả Nữ Vương Bất Tại Gia, thể loại truyện xuyên sách, sủng ngọt văn, ngôn tình cổ đại, truyện hoàn 98 chương và 2 ngoại truyện. Cả nhà ơi, mình lại kiếm thêm được một quyển truyện xuyên sách nữa nè. Truyện đáp ứng đủ cả 3 tiêu chí: hay, mượt và không pass để các bạn tha hồ thưởng thức nhé. Hương Vũ mơ thấy mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết rồi trở thành nữ phụ. Nàng được nữ chính Hoắc Nghênh Vân mang theo làm nha hoàn hồi môn với mục đích giành lấy trái tim cô ra. À dĩ nhiên, nữ phụ vẫn chỉ mãi mãi là nữ phụ. Nàng thành công quyến rũ Sở công tử nhưng lại bị Hoắc Nghênh Vân ghen ghét, nghĩ mọi kế sách để hãm hại. Cuối cùng, Hương Vũ cạo trọc đầu, bị đẩy đến Amnico hoang vắng, bầu bạn với Phật tổ cả đời. Sau khi Hương Vũ tỉnh lại, trong lòng rất bối rối và khó chịu. Nàng sao có thể cầu dẫn cô ra, số phận sao có thể rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, đau đớn đến vậy. Chậc, bây giờ việc nàng phải làm là tránh cho bản thân sa ngã và dẫm lên vết xe đổ giống trong giấc mộng huyền ảo đó. Từ năm 7 tuổi, nàng đã bị đem bán vào hầu phủ rộng lớn. Nơi này nguy nga, đẹp đẽ nhưng cũng muôn phần nguy hiểm, chập trùng. Hương Vũ cứ ngây ngô sống sót qua hết năm này đến năm khác, tận tới lúc nằm mơ thấy giấc mơ chiêm bao kia. Nàng chỉ ước mình được xuất phủ rồi gả cho một anh chàng nghèo nàn, song chân chất và yêu thương chiều chuộng nàng hết mực. Người ấy chỉ có mình nàng, tôn thờ nàng chứ chẳng trăng hoa, tam hề tứ thiếp như Sở công tử trong cảnh tượng đêm ấy. Tâm đã quyết, vậy phải bắt tay vào hành động ngay và luôn thôi. Trong đầu Hương Vũ xoay vần, nàng nên chọn Nhị Cầu Tử, con của đại quản sự trong phủ, hay là A Phúc quản lý vườn hoa ở hậu viện, hoặc là tên Trần Trung chăn ngựa bây giờ. Ai ra khó quá, khó quá. Mấy nam nhân này hình như ai cũng quý mến và có tình ý với nàng. Đó là các bảo bối thấy không, Hương Vũ tính toán hết cả rồi. Anh chàng kia không vừa ý nàng ư? Loại nhanh nhanh đi, nàng còn cả dàn trai đẹp xếp hàng chờ thị tẩm nữa nè. Tuy nhiên, Hương Vũ đâu ngờ nhân duyên là cái khó sắp xếp, khó tiên đoán nhất trên thế gian. Hương Vũ là cô nương hoàn mỹ, cần nhan sắc có nhan sắc, may vá thêu tranh nàng đều biết hết. Tiếc thay, nàng chỉ là một đứa nhà hoàn nhỏ bé, thấp cổ bé họng, chẳng có nổi một phần địa vị. Hương Vũ nằm nhà hoàn trong phòng đại tiểu thư Hoắc Nghênh Vân, ngày ngày cun cút nghe tiểu thư dạy dỗ sai bảo. Tưởng chừng cuộc sống tẻ nhạt khắc khổ ấy cứ mãi lê thê dần trôi thì một ngày kia, Hương Vũ vô tình đụng mặt với Hoắc Vân Hành. Hương Vũ mềm mại dịu dàng tận xương tủy, hầu ra uy nghiêm nhưng không kém phần thâm tình. Nói nhỏ cho các nàng là nam nữ chính cách nhau khá khá tuổi đó, nên chúng ta lại có một chuyện trông già gặm quả non nữa rồi. Theo mình thì tình cảm nam nữ diễn viên chính khá nhanh, lần đầu đụng mặt, đến lần thứ hai thì nam chính đã nảy sinh ý đồ với nữ chính rồi. Hương Vũ cũng như bao thị tỷ khác, được hầu gia để mắt rồi ban ân sủng. Nàng từ cô nhà hoàn thấp kém dần vươn mình, lột xác trở thành hương phu nhân kín kẽ khéo léo. Thật ra thì đoạn tình cảm lúc ấy vốn dĩ trôi qua rất bình yên và không có mấy sóng gió, có chăng cũng chỉ là vài tình huống nhỏ do đại tiểu thư Hoắc Nghênh Vân ỉ ôi gây ra mà thôi. Đến tận nửa cuối chuyện, tác giả mới bắt đầu tạo ra cao trào của toàn bộ cuốn sách. Mặc dù mình nghĩ cao trào này chỉ có mục đích nhằm nhấn nhá thêm cho cốt truyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn, nhưng quả thật, nút thắt này được tác giả bổ sung khá tinh tế và không bị dư thừa, dài dòng. Ngày đó nàng nói rằng, vậy mà ta muốn làm thê tử của ngài ấy, thê tử danh chính ngôn thuận, ta muốn đứng chung một chỗ với ngài ấy, muốn danh chính ngôn thuận đường đường, chính chính hầu bên ngài ấy cả đời. Ta hy vọng trăm năm về sau, ta có thể lấy thân phận thê tử cùng hợp táng với ngài ấy. Ta hy vọng trên bia mộ khắc tên hai chúng ta, ta hy vọng trong mắt người khác, ta là thê tử của ngài ấy. Nàng lẩm bẩm nói, nhưng chuyện này có thể sao, mãi mãi cũng không thể nào. Xuất thân của ta không tốt, cho nên dù ta xinh đẹp, dù ta biết cầm kỷ thư họa, dù cho bây giờ ta học được lễ nghi quy củ, nhưng ta cũng không thể nào. Xem như bây giờ ta nở mày nở mặt, thực chất bên trong vẫn là ti tiện. Ta có một xuất thân ti tiện, mãi mãi không thể cùng ngài ấy sóng vai đứng ở nơi đó. Nếu ta vẫn muốn làm thiếp của ngài ấy, nhìn thấy sau này ngài ấy cưới chính thê, nhìn thấy ngài ấy và thê tử tương lai ân ái như vậy, thì ta thà rằng rời đi, tha rằng cả đời này không cần thân phận làm thiếp. Vì thế, Hương Vũ quyết định bỏ trốn. Bỏ trốn vì nàng yêu Hoắc Quân Hành vô bờ. Nàng không nỡ tận mắt chứng kiến cảnh chàng lấy người con gái khác làm chính thất, đau khổ giằng xé đến tận cùng tâm can. Song nàng biết làm sao bây giờ, nàng và chàng cách nhau quá xa. Cùng nắm, nàng chỉ được coi là tiểu phu nhân mặt hoa da phấn, được chàng thương yêu. Tài sản quý giá nhất trên đời nàng là tình yêu, là trái tim của Hoắc Quân Hành. Nhưng nếu một ngày chàng phải lòng phu nhân, vậy nàng sẽ thế nào?
Thôi, đã thế nàng thà dứt áo bỏ đi còn hơn, không vương vấn, không lưu luyến chàng thêm nữa. Hương Vũ ra đi, một người mang theo hai sinh mạng. Khoảng thời gian nàng mất tích cũng là khoảng thời gian Hockenheim đau khổ và dằn vặt nhất. Chàng lúc mê lúc tỉnh, miệng lẩm bẩm mong nàng quay về bên mình. Chàng ngồi ngẩn ngơ nơi viện nhỏ, ánh mắt hẫn hờ ngóng trông bóng hình của người thương. Hương Vũ đã đánh giá thấp vị trí của nàng trong tim Hockenheim. Bởi thiếu nàng, chàng như một chiếc bóng vô hình, vật vờ và u buồn lắm. Tất nhiên vì chuyện có tác sủng nên nàng nữ chính sẽ lại lần nữa quay về bên nhau. Nhưng mình thấy quá trình này tác giả viết hơi lằng nhằng và khá lan man. Có lẽ đây là điểm trừ duy nhất của chuyện. Tựu chung lại, chuyện khá hay, hấp dẫn. Thân phận nữ chính là một bí ẩn to lớn mà mãi khoảng 1/3 cuối chuyện tác giả mới chịu tiết lộ. Nam nữ chính đều sạch bong kim kít. Còn tại sao nam chính có hai đứa con lớn chồng mông thì các bảo bối hãy đọc thử xem để khám phá nhé. Trích đoạn trong chuyện. Trần Trung nắm chặt nắm đấm, lại buông ra, lại nắm lại. Rốt cuộc cũng lấy dũng khí, khàn giọng nói. Hương Vũ cô nương, nàng đã muốn dùng ngựa, vậy thì chỉ cần nói một tiếng. Trần Trung ta, Trần Trung ca. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hương Vũ nghe lời này càng thêm thích, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có một nam nhân hiểu ý nàng, sẵn lòng cho nàng một lời chắc chắn. Vị này là Thái Thượng Đạo. Hương Vũ nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt nam nhân như lửa nóng, khuôn mặt đỏ bừng. Thân thể không mặc ngoại bào có cơ thịt rất cường tráng. Nàng nhếch môi nhìn nam nhân này, chờ hắn nói tiếp. Trần Trung hít sâu, quả nhiên tiếp tục nói với giọng khàn khàn. Hương Vũ cô nương, chỉ cần nàng nói một tiếng, Trần Trung ta sẽ... Nhưng mà lời này mới nói đến một nửa, nghe nghe bên cạnh vang lên tiếng khụ. Một tiếng khụ này vốn cũng không lớn tiếng, nhưng cũng đủ để cho Trần Trung đang sôi trào huyết mạch lập tức cứng đờ. Lời muốn nói ra miệng cũng đông cứng bên miệng không thể nói ra. Hắn cứng đờ ở đó, nửa ngày cũng không động đậy. Ban đầu, Hương Vũ nghe Trần Trung nói thế cũng mừng thầm trong lòng, cảm thấy nguyện vọng được thực hiện rồi, cảm thấy rốt cuộc mình cũng tìm được một nam nhân thật lòng với mình. Nhưng mà đột nhiên nam nhân này không nói gì nữa. Sao hắn lại không nói chuyện? Hương Vũ chớp mắt mấy cái, khẽ nói. Trần Trung ca ca, vừa rồi ca muốn nói gì? Trần Trung thở khó khăn, nhìn thấy hầu gia nhà mình đứng nghiêng phía sau Hương Vũ cô nương, lại nhìn thấy hầu gia đang dùng ánh mắt có vẻ giễu cợt nhìn hắn. Hắn xấu hổ, hắn vô cùng xấu hổ, vẻ mặt hắn sắp nghẹn thành màu gan heo. Năm đó hắn cũng có chút công lao, lúc đầu có thể được phong làm võ quan, hầu gia cũng định tính toán cho hắn. Nhưng mà ai ngờ vào lúc quan trọng, hắn không cẩn thận, vậy mà phạm một sai lầm, để làm cho người ta thừa lúc vắng mà chen vào. Lúc ấy hầu gia vô cùng giận dữ, suýt nữa lấy mạng hắn. Sau cùng cảm niệm tình nghĩa lớn nên từ nhỏ cùng nhau, nên mới giữ lại mạng nhỏ của hắn, để hắn làm việc trong chuồng ngựa lấy công chuộc tội. Đối với việc lấy công chuộc tội, Trần Trung nghĩ rằng bản thân mình phải cẩn trọng chăm ngựa, hắn nghĩ hầu gia cũng nghĩ như thế. Nhưng mà ai biết, bây giờ lại bị hầu gia bắt được hắn và tiểu cô nương ta ta nàng nàng. Đây là việc xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Vào ngay lúc này, Hương Vũ không còn ý thức được, nàng nhìn chằm chằm vào Trần Trung ở trước mắt. Vị hôn phu tương lai nàng vừa chọn vừa rồi đang đối với nàng tràn ngập khát vọng, còn muốn lấy nàng, sao đột nhiên không nói. Nàng bất đắc dĩ lại tiếp tục nói, Trần Trung ca ca. Giọng nói này mềm mại động lòng người, vô cùng đáng thương, dường như bị người ta bắt nạt, khiến cho người ta hận không thể vội vàng an ủi một phen. Nhưng mà giọng nói này rơi vào tai Trần Trung thì lại giống như là lấy lửa đốt hắn. Đặc biệt là hầu gia ở trước mặt kia đang dùng ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hương Vũ cô nương, xin nàng đừng nói nữa, xin nàng đừng nói nữa. Giờ phút này Trần Trung hận không thể gọi Hương Vũ là cô nãi nãi. Nhưng mà cô nãi nãi Hương Vũ cũng rất vô tội, rất bất đắc dĩ. Nàng không hiểu, nàng ủy khuất cúi thấp đầu. Trần Trung ca ca, ca ca không thích Hương Vũ sao? Lời này vừa nói ra, đầu óc của Trần Trung muốn nổ tung. Ngay lúc này, cuối cùng Định Viễn Hầu Hockenheim đứng ở một bên cũng mở miệng. Trần Trung, ngươi có thêm một người muội muội từ lúc nào thế? Giọng nói hờ hững giống như chỉ hỏi việc thời tiết mà thôi. Nhưng một câu như vậy rơi vào tai Hương Vũ lại lập tức khiến cho hai chân nhỏ bé của nàng run rẩy. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể nàng run rẩy như nhìn thấy quỷ ở phía sau mình. Đúng là gặp lại vị hầu gia mặc áo bào tím đội kim quan. Hôm nay nàng lại thấy vị kia, ngày ấy thận trọng lạnh lùng đứng ở đó, bên môi còn nở nụ cười. Rõ ràng đang cười, rõ ràng là mùa xuân tháng 3, nhưng nụ cười kia lại khiến nàng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nàng sợ.
Dưới lòng bàn chân mềm nhũn, lần này nàng thật sự đã ngã xuống đất. Trên mặt đất vừa mới có cỏ khô vừa cắt nát. Cỏ khô mang theo mùi phân ngựa và ánh nắng, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không biết hầu gia sẽ xử trí nàng như thế nào. Nàng bị hầu gia bắt được, nàng đang dụ dỗ nam nhân. Nàng nghĩ đến lời nói vừa rồi, không biết xấu hổ mà dốc hết tâm tư nói với Trần Trung, bây giờ lại vô cùng hổ thẹn. Nàng chỉ muốn ngất xỉu cho rồi. Trần Trung nhìn thấy tiểu nha hoàn đã ngã trên đống cỏ khô, có vẻ vô cùng đáng thương, đau lòng. Nhưng hắn không dám đau lòng, đành phải giả vờ cứng rắn không thấy được. Lúc này, cuối cùng hầu gia cũng lên tiếng. Hôm nay ngựa người dắt ra đâu rồi? Trần Trung ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nhớ tới hôm nay hầu gia phải dùng ngựa. Lúc đầu, sau khi hắn cắt cỏ thì muốn giúp hầu gia chuẩn bị xong xuôi, kết quả lại quên mất. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng vâng dạ, nhanh chóng chạy đi dẫn ngựa. Hương Vũ nhìn thấy nam nhân cường tráng kia chạy về phía chuồng ngựa không hề quay đầu lại, chỉ phút chốc đã không thấy tăm hơi đâu. Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim nàng tan nát rồi. Thời điểm quan trọng lại bỏ mình mà chạy mất, đây còn là nam nhân sao? Đây là muốn một mình nàng đối mặt với lửa giận của hầu gia sao? Ha ha, Hương Vũ nghiến răng một cái, cố gắng đứng lên. Xem ra Trần Trung này cũng chẳng phải người đáng tin, nàng phải dựa vào bản thân mình thì hơn. Nàng cúi đầu, cung kính hành lễ với hầu gia. Nô tỳ bái kiến hầu gia. Sau khi nói ra lời này, nàng có thể cảm giác được hầu gia đang nhìn mình. Trong lòng nàng cảm thấy xấu hổ, nghĩ lại hai lần mình dụ dỗ nam nhân đều bị hầu gia thấy được. Hầu gia sẽ nghĩ thế nào? Có phải cảm thấy nàng là một tiểu nha hoàn không đứng đắn nên muốn bán mình đi luôn? Nghĩ tới đây, Hương Vũ muốn khóc tới nơi. Nàng lúng túng nói, hầu gia, nô tỳ biết sai rồi. Ồ, nam nhân trước mặt chỉ lạnh nhạt nói một tiếng, lại sai rồi. Lại. Hương Vũ nghe được chữ lại này thì có cảm giác muốn chết cho xong, cả người nàng bất lực. Vâng, nô tỳ sai rồi. Sao lại sai rồi? Nô tỳ không nên cái gì? Giọng của hầu gia có vẻ thờ ơ, nhưng Hương Vũ lại cảm thấy chỉ cần mình trả lời không tốt thì có thể bị bắt nhét vào chuồng chó cho chó hoang ăn. Nàng hít một hơi, dùng tất cả sức lực mà nói, nô tỳ không nên muốn nam nhân. Sau khi nói ra lời này, trên mặt nàng nóng nóng. Nàng đang làm gì thế này? Nàng có thể nói gì chứ? Mất mặt quá, thật sự mất mặt quá. Không bằng nàng chết quách đi cho xong. Phải không? Ngươi muốn nam nhân? Giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như gió xuân thổi qua chuồng ngựa, làm cho lòng người ngứa ngứa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.